Hello, hello mọi người, tụi mình đang ở Phú Quốc. Bây giờ tụi mình đã tới Phú Quốc rồi và đang ở quán đầu tiên. Quán này cũng là quán của anh chị bạn của mình, người quen vừa mới mở, cho nên là tụi mình cũng ghé qua thử luôn. Quán này có tên là Morning Corner nha mọi người. Đây, cho mọi người coi menu nha. Thì sẽ có cà phê, trà, trà sữa, có bestseller là dừa tắc nè, với sữa chua thật lá nếp. Có 35.000 một ly. Highly recommend cho bạn nào mà đang giảm cân, muốn giảm cân hả? Không phải, uống ít nhỏ. Nói chung là đây là nước dừa, dừa tắc mọi người. Nhưng mà ở đây có thêm topping nữa. Và topping là nhà làm cho nên là cũng không bị ngọt như kia đâu. Chả nè, ly bự quá. Đây còn này là sữa chua thật lá nếp của mình. Nhưng mà cũng có 35.000 thôi. Rất là ok. Địa chỉ 54 Nguyễn Trãi. Nó nằm ở ngã tư, ở gần trong khu chợ đêm đó mọi người. Nếu mọi người đi chợ đêm thì cũng thể ghé qua mua, hoặc là ban ngày thì cứ chạy xe thẳng vô đây mua luôn cũng được. Tại vì bây giờ tới Phú Quốc á, tụi mình bay chuyến 10 giờ tới đây 11 giờ thì cũng không có vô phòng khách sạn check-in được, cho nên là thường thì sẽ đi tìm quán ăn hoặc là cà phê gì đó ngồi. Hồi nãy ăn sáng cũng ăn nhiều quá cho nên là bây giờ ai cũng no hết đó, cho nên là mình ghé qua đây chơi trước đồng hồ thì mình mới đi ăn xong mới về khách sạn chim. Nó cũng ngon là mọi người, không có bị ngọt. Cái này là trà vải hoa hồng. Chị ơi, trà vải hoa hồng hơi ngọt á chị. Thôi nhưng mà thật ra em thấy thường người ta thích uống ngọt lắm nha. Tại tụi em uống không đường quen hả? Đây là cà phê cốt dừa nha. Còn cái này ngon quá vậy. Nó không có bị đậm quá mùi dừa mà nó vừa thơm cà phê với dừa. Không bị ngọt luôn. Mọi người ơi, đây là món đầu tiên của tụi mình. Đến Phú Quốc thì phải ăn gỏi cá chích nha mọi người. Đây, gỏi cá chích đây. Thì cá nó giống bắp gỏi, giống như là sống vậy á. Xong rồi gỏi cá chích thì nó sẽ có cái dừa bào này nè. Mình rất là thích cái dừa bào này. Bỏ vô nó thơm thơm miếng béo á. Và ăn á thì tụi mình sẽ uống với lại bánh tráng, với lại rau, và chấm với lại có một cái nước mắm đậu phộng như vậy. Nhiều ra ít ỏi, nhiều ra ít bị với nhau. Ủa, ít là bị á, ít là ăn á. Nhiều ra ít bị. Ủa gì cơ? Alo. Alo, alo. Alo. Đây, tụi mình vừa mới tính quên cái vụ. Đây là meal của mình ở nhà hàng Ra Khơi nè mọi người. Giá tổng cho 5 người là 1.440.000. Tôm sú nãy mình ăn 7 lạng á là 770 nè. Ốc hương là 3 lạng là 180. Mấy cái món kia thì cỡ 50-60, 120-150. Nói chung là no nê luôn á, là mỗi người khoảng 300.000. Thì đây là một nhà hàng mà cũng mình thấy là giá ổn. Ở trung tâm và ăn chế biến đồ này kia cũng rất là ngon. Mình ăn hết sạch luôn á. Bây giờ thì chắc là tụi mình sẽ về khách sạn để gửi đồ, và sau đó thì sẽ đi tiếp lên Rainworld. 12 seconds later. Bây giờ dẫn mọi người đi room tour. Ok, đây là phòng 3 người. Phòng 3 mọi người ạ. Wow, cái hù ta. Bật hết đèn lên được không? Trời ơi, dễ thương đó. Đi vô thôi. Ủa, đi vô bên này là toilet.
Đây là toilet. Đây nó có khăn, có giỏ nữa kìa. Đây, mọi người có thể vừa một người tắm, một người và vẫn nhìn được thấy nhau. Rất là tình cảm. Rồi, nằm ngủ cũng nhìn thấy nhau được luôn. Dạ, vâng, chính xác. Một ba chúng tôi không đang ngủ ở đây. Ê, phòng dễ thương quá hả? Mới, màu cũng xinh nữa. View review gì nhỉ? Cái này đúng là có tí nha mọi người. Này view vườn. Ủa rất là xinh nè, có một cái chỗ. Ôi nhưng mà sao nó lại lấy cây nó che ha, mình không nhìn được thấy ở ngoài kia. Nhưng mà có một cái rất là đẹp ở chỗ là thường đó là cái bãi Dương Đông này. Nó không có, em thấy biển thường nó không phải là quá đẹp như là bên bãi sao á. Bây giờ nó đang trong quá trời trong. Mùa này đẹp thôi. Mùa này đẹp. Nhưng mà ý là để cây này nè mình sẽ không thấy được hồ bơi với lại không thấy được cái kia. Nhưng mà bu lại thì kiểu là nó sẽ private hơn. Tức là mình nằm đây thì người ở dưới sẽ không thấy. Private hơn nhưng mà đừng có phòng cứ bên nghe được tiếng nha mọi người. Đó, cái phòng của tụi mình vậy thôi. Hai giường. Ở đây cũng có một cái gương bự nè mọi người. Ở đường vô nè. Ở đâu cũng có gương hết á. Thích mấy cái phòng mà có gương to dã man. Quay chi tiết hơn một xíu cho mọi người coi nha. Ở đây mình thấy có một cái đèn pin nữa mọi người. Ủa để vô thì nó sẽ tắt hả? Lấy ra là nó mở. Cái bàn ủi này là tụi mình vừa mới mượn của lễ tân lên nha mọi người. Đây sẽ có khăn nè. Ở đây có một cái máy sấy tóc, một cái két sắt. Bà Trang có mang tiền thì bỏ vô nè bà Trang. Ở bên này thì sẽ có chuẩn bị ba cái bộ áo choàng tắm. Rồi hai cái dù. Toilet seat cũng bình thường thôi. Đây là phòng tắm đứng. Ở cái đầu bà Trang tím lè, trời ơi vô đây nó còn tím dữ nữa. Đây có một cái gương nhỏ để mọi người có thể nặng mụn nha. Hảo nặng mụn. Ly, bộ bàn chải, lược. Cái này màu dễ thương nha. Hand wash. Cái này có gì không? Có một cái rổ, có một cái cân luôn. Như một cú tát luôn mà. Không ai dám lấy ra xài. Đi qua đây ra ngoài thì tivi. Ở đây thì phải có một cái bình nước nóng để mọi người uống trà. Cũng có trà, cà phê. Đấy, ở bên này thì cũng có ổ cắm, có đèn bàn, có đèn bàn làm việc. Chỗ này bình thường là cái ghế bên này nè mọi người, nó sẽ nằm ở phía bên này. Nhưng mà tại vì ở đây mình tụi mình kê thêm giường phụ á, cho nên là họ để giường ở đây. Đi ra ngoài thì ở ngoài đang bật nhạc tưng tưng bừng. Mình hẹn anh xe là 2:15 nhưng bây giờ là 2:30 rồi mọi người. Vẫn còn đứng đây để xem outfit. Hôm nay thì mình mặc sẵn cái quần để tí đi bơi rồi mọi người. Mang theo đồ để thay buổi chiều, flycam, máy chụp hình với lại nón. Bây giờ chắc thì lấy một cái khăn nữa rồi đi xuống để ra xe, đi bơi. Thế thôi. Mọi người ơi, hiện tại thì mình đang ở trên xe để đi ra khu Grand World. Ngày hôm nay thì mình sẽ không có đi khám phá khu Grand World mà đúng hơn là tụi mình sẽ đi trải nghiệm lặn biển, ngắm san hô ở khu vực Hòn Đồi Mồi. Thì đây là lần đầu tiên mà mình đi ở Hòn Đồi Mồi luôn mọi người. Chưa bao giờ nghe tới. Và đợt này á thì mình có coi tham khảo tour á, những cái tour du lịch tham quan này kia á, thì mình thấy cái tour này cũng khá là thú vị cho nên là đặt thử. Mình giới thiệu cho mọi người là đặt ở đâu ha. Thì mình có sử dụng một cái app là KKday nè mọi người. Chắc là mình sẽ để cho màn hình cho mọi người coi, nhắn tên là KKday. Thì cái app này á là một cái ứng dụng là hay đặt tour, hay là kiểu hồi xưa mình hay đi Đài Loan hay là những cái nước Thái này nọ thì mình có thể mua sim nè, hay là mua những cái tour trong ngày nè, hay tour nửa ngày nè. Thì lâu quá rồi không có sử dụng, nhưng mà cái đợt này á thì mình quay lại sử dụng thì mình thấy nó ở trên này nó có rất là nhiều những cái tour ở Việt Nam nha, đặc biệt ở Phú Quốc nè, ở Đà Lạt nè, thì có rất là nhiều những cái tour bán trong ngày này nọ, các bạn có thể mua để trải nghiệm. Đây đây là mình cái app, cái giao diện app rồi mọi người. Thì mọi người có thể chọn tìm kiếm thì ở trong bên nó sẽ có rất là nhiều những cái khu vực khác nhau, ví dụ như là Phú Quốc, Đà Lạt, Sapa, Huế gì cái ở rất là nhiều nơi. Và mình có thể chọn Phú Quốc và mình chọn tour. Thì ở trong này á, ví dụ mình chọn Phú Quốc đi thì nó sẽ có rất là nhiều những cái tour khác nhau, ví dụ như là tour biển, là tour safari nè, hoặc là mình thấy có cả những cái voucher nghỉ dưỡng ở những cái resort nữa và giá cũng khá là rẻ luôn. Ví dụ như này, Movenpeak chỉ có 700.000 đó, có rất là nhiều những cái ok trên này, cho nên là mình nghĩ là trước khi đi á mọi người nên lên đây coi thử để sắp xếp lịch trình cho ok ha. Thì ngày hôm nay á mình có đi, mình có book hai cái tour lận mọi người. Một cái á là snorkeling, tức là kiểu mình sẽ đeo mắt kính, đeo ống thở bình thường để mình ngắm san hô ở khu vực Hòn Đồi Mồi. Và có một cái tour nữa, đó là tour trải nghiệm làm phi hành gia gì đó, người ta gọi là sea walker đó mọi người. Mình sẽ đội một cái, những người cái mình không biết cái đó gọi là cái gì nữa, một cái nón lồng là mình có thể đi bộ ở dưới biển được luôn. Và mình thấy cái tour đó khá là hay và không phải là ở đâu cũng có, cho nên là mọi người đi Phú Quốc thì mọi người nên thử nha. Và mình đặt ở trên KKday á thì cái tour mà ngắm san hô thì nó sẽ khoảng là 480 mấy ngàn á một người, và cái tour mà mình đi bộ dưới biển á thì nó sẽ là khoảng 900 ngàn một người. Mình thấy giá là khá là ổn cho nên là mình đặt đi ngày hôm nay.
và nó sẽ nằm ở khu vực Renwer luôn, cho nên là hòn đảo mùa nó sẽ nằm ở khúc bắc đảo. Cho nên là mọi người đặt ở đây thì mọi người cũng có thể tranh thủ để mọi người đi safari hoặc là mọi người đi Renwer, đi VinWonder luôn, cho nên là sắp xếp lịch trình cho nó ok hơn. Và đặt á, thì mình cũng tham khảo nhiều chỗ rồi mà mình thấy app KK Day thì sẽ là giá rất là ok. Và từ hôm qua đến giờ thì có mấy các bạn hướng dẫn viên gọi cho mình lịch trình này nọ rất là ổn, cho nên là mọi người đi thì cũng có thể tham khảo ha. Mọi người ơi, tụi mình đã tới Renwer và bây giờ thì sẽ đi xe điện để vào trong cái khu bãi biển. Nếu mọi người mua tour thì đến đây thì sẽ có anh hướng dẫn viên hướng dẫn cho mọi người nha. Lên xe điện thì bây giờ tụi mình vừa đi qua khu biển mà sẽ được đi vòng vòng trong Renwer luôn nè. Hình như cũng ít chỗ nào làm tour ở đây phải không em? Sao anh? Cái là tour ở đây hình như có mình công ty em làm. Dạ đúng rồi, hiện tại bên em là đơn vị duy nhất hợp tác cùng với bên VinFast như được khách tham quan tại hòn đảo mùa. Đây, ở đây thì tụi mình sẽ mặc đồ của tụi mình nha mọi người, đồ này tụi mình chuẩn bị thì các bạn tùy, các bạn không mặc áo cũng được. Họ sẽ chuẩn bị cho mình một đôi dép nhựa để đi không có bị dẫm vô mấy cái san hô này khi bị đứt chân á. Hôm nay gia đình mình tham gia một môn gọi là dạo bộ đi biển, mặc cái tuyển dành da nè, nên là phần phải phải nhậu rất là kỹ trước khi xuống cái biển để chơi ha. Mọi bỡ ngỡ ha, đầu tiên mình tham gia thì trong quá trình đi chơi sẽ có một thời lặng để đi cùng một thành viên ha, mình gia đình mình năm thành viên sẽ tham gia. Còn như là cameraman nữa, may nữa là xấu. Đó, ha. Trong thiết bị nó khá đau nước, cho nên là thở thử thì bình thường, khuôn mặt không bị ướt. Ôi xôi, thở thở, mãi mãi đẹp. Vẫn đẹp nha. Dưới thiết bị nó không có chịu được, và lặng là đi với mình. Họ dùng thiết bị một tay của mình ok không? Có cảm giác tốt, để giờ họ biết mình tốt nha. Tốt, cảm thấy là bỡ ngỡ. Cho tôi lên, thì dìu mình lên. Cho tôi xuống, thì dìu mình xuống. Thì xuống là tay bị hụt, thì mới bay đó. Ha. Thì cái này cảm giác hùng là hay nước bọt hay là ngáp, cái này nó thể luồn tay vô đây, khi luồn tay vào là nước sẽ không vô nha, nước này có mũi để chiều bao áp suất ra ngoài. Nhớ là chân chạm đến biển này, bước đi giùm mình nha, không bơi đi thường nhịp bờ. Trong quá trình đi chơi là thợ lặn sẽ có thức ăn cho cá nè đầy đủ, họ đưa cho mình chơi cùng cá cá. Bây giờ thì tụi mình sẽ đi xuống dưới và mình không quay được, nhưng mà mình nghĩ là mấy anh đó cũng có quay với lại có chụp cho mình, thì hy vọng là sẽ có nhiều shot hình đẹp cho mọi người coi nha. Tại vì không có cầm máy xuống quay được, hôm nay mình cũng không cầm GoPro thêm nữa. Dừa luôn cái này. Cái mặt dừa. Cái mặt dừa luôn cái nào luôn. Đó đã. Tuyệt vời, mọi người phải đi cái tour này. Rất là tuyệt vời luôn. Thì khi nãy mình lặn á thì rất là dễ dàng rồi. Nhưng bây giờ mình sẽ bơi ngắm san hô. Đây được gọi là snorkeling. Thì người nước ngoài người ta rất là thích bộ môn này. Nó có hai bộ phận. Thứ nhất là cái kính. Kính để mình có thể nhìn tới đáy, và cái thứ hai là cái ống thở, khi mà mình úp mặt xuống á mình có thể lấy oxy từ trên cái ống này, cho nên á chúng ta có thể úp mặt xuống và nhìn san hô có nhiều thời gian cũng được, trong 1 tiếng 2 tiếng cũng được tùy theo sức khỏe của mình. Cái kính này chúng ta sử dụng như thế nào, lưu ý là tóc mình vén lên hết đấy, em có ai nói thì phải sử dụng nha, không sao phải vén, mình vén hết luôn.
mình lưu ý là cái mũi này nó ở phía dưới nha. Lúc này mình chúng ta không thở được nha, không có thở được, chúng ta sẽ thở bằng miệng. Lưu ý là kiểm tra tóc không được chân kẻ tóc, mà khi mà chúng tay vào trong á thì lúc này nước nó sẽ đi vào trong là chúng ta sẽ bị đặc biệt, chúng ta sẽ bị đau. Và cái này á phải trên cái lỗ tai của mình nha, như thế này để cho chúng ta bị đau. Còn cái ống này á thì lưu ý để bên tay trái để chúng ta dễ sử dụng. Lúc này là mình ok rồi, tức là mình phải thở được với oxy trong. Lâu lâu á khi mà mình úp mặt xuống sát quá thì nước nó có thể vào trong đây, thì mình làm như thế nào mình có thể bị sặc, mình sẽ làm như thế nào, mình thổi mạnh ra, tức là mình thổi mạnh ra thì nước từ đây nó sẽ bắn ra, à, lúc đó là không sao, khỏi cần phải lên bờ, rất là thuận tiện đúng không ạ. Và lưu ý thì do nước ở đây hơi chảy một chút xíu cho nên chúng ta sẽ mặc áo phao hết, bởi vì lâu lâu á chúng ta mình đi biển mình không có đảm bảo rằng mình có thể bơi giỏi hay không, cho nên mình có thể mặc áo phao để đảm bảo an toàn cho mình. Cái rạn san hô ở đây rất là nhiều, với hơn 17 loại cứng và mềm. Tại Hòn Đồi Mồi thì được cái cách những người nước ngoài họ bình chọn là một trong những nơi đẹp nhất mà ngắm san hô đẹp nhất tại khu vực Phú Quốc này, cho nên họ rất là yêu thích tại đây. Thì bên Gativer rất là hân hạnh khi mà được hỗ trợ cùng với Vin, hợp tác cùng với Vin để đưa khách trong và ngoài đến đây để tham quan cũng như cho du khách biết thế nào về san hô cũng như cách mà chúng ta bảo tồn tại đây. Dạ. Thì một tí nữa khi mà chúng ta mình bơi ngắm san hô á, do san hô ở đây rất là đông, rất là cạn cho nên rất là dễ nhìn, thì mực nước là tầm khoảng 4 đến 5 mét, nhưng càng bơi dần đến hòn đảo thì lúc này san hô nó sẽ càng cạn, mình có thể đạp trên chúng nhưng rất là nguy hiểm, không nên đạp, và san hô rất là dễ chết cho nên lưu ý chúng ta không có đạp trên san hô cũng như không được bơi lại gần hòn đảo. Dạ. Khi mình bơi á thì san hô ở dưới nước á mình đạp mình không cảm thấy đau, nhưng mà khi lên bờ thì chúng ta có thể chảy máu và rất là gắt, cho nên lưu ý là chúng ta hạn chế để đạp lên trên những cái san hô cũng như không di chuyển lên hòn đảo là rất là nguy hiểm, cho nên chúng ta mình lưu ý vấn đề giúp em nhé. Chúng ta sẽ bơi ngắm san hô. Và bây giờ chúng ta mình sẽ mặc áo phao và em sẽ phát cho gia đình chúng ta mỗi người một cái ống kính thở để chúng ta mình bơi ngắm san hô nhé. Snorkeling. Hello mọi người, tụi mình vừa mới đi cái sea walker với lại cái ngắm san hô xong, lên bờ ngồi cho ngắm hoàng hôn. Trời, nói chung là bây giờ là đang cũng hơi say sóng một xíu tại vì ngồi ở trên tàu này nó cứ lắc lư á, nhưng mà cũng muốn chia sẻ với mọi người mình là đây là một cái trải nghiệm rất là đáng đi, đặc biệt là cái sea walker nha, tại vì nó rất là đã đi xuống dưới á. Mình sẽ được hướng dẫn đi xuống dưới nè, xong rồi mấy anh nó sẽ cho mình những cái bụng bánh mì, thì những con cá nó sẽ bơi lại ăn, và mình có thể thấy cho cá ăn ngay tại trước mặt mình như vậy nè mọi người. Nói chung là thoải mái, nó cảm giác đi xuống dưới nó không có một cái gì đó khó chịu hết và rất là sướng. Thấy cá bơi rồi thì mình có thể đi bộ dưới biển, các bạn tưởng tượng là đang đúng là những cái phi hành gia đội những cái nón như vậy, xong rồi đi ở trên không trung thì mình đi dưới biển và rất là thích luôn mọi người. San hô ở cái khu vực này á khá là đẹp, cái bụi mà san hô mà tụi mình đứng ở dưới đó thì cũng là một cái bụi san hô sống. Mình cũng biết diễn tả sao, nhưng mình nghĩ là đó là một cái trải nghiệm mà mình nghĩ là mình sẽ khó quên, và mọi người cũng nên thử trải nghiệm cái sea walker một lần trong đời. Ký là được nhiêu con này trời? Chắc 3-4 con à? Cũng 300-350, ở đây đó đồng giá, cửa hàng đồng giá chị. Alo shop ơi. Như Mumuso vậy á. Alo shop ốc ơi. À đang ốc à? Vú là nhiêu? Vú 300 ngàn. Còn cái con này? Ốc này sao cũng lỗ, đậm lỗ vậy chứ em nói có hơn 500. Đấy chưa, em nói cửa hàng đồng giá mà. Giá mà. Ăn đủ loại đi. Đây cứ lỡ vô đi giờ. Cứ lựa đi. Rồi, được rồi. A few moments later. Sau khi mà xong á thì tụi mình có một cái bữa ăn ở trên tàu, đây là tụi mình mua cho mọi người. Ở đây này mấy anh bán rồi, mấy anh làm tại chỗ luôn. Đồ cũng rất là tươi, 300 ngàn một ký, đồng giá như cửa hàng Miniso vậy đó mọi người. 100 ngàn. Cái này là sò tô, ở đây có ốc vú nè, có nhiều món nữa. Đó, cái này thì làm nước mỡ hành chấm với lại nước chấm nè. Đó, có cái nước chấm của nước sữa. Rồi, thui. Mọi người ơi, hiện tại là 5 giờ, khoảng 5 giờ 40 và bây giờ thì hoàng hôn rất là đẹp luôn. Tại vì ý là trời cũng đẹp á, cho nên là mặt trời rất là rõ, rất là sáng và ngay giữa cái đảo luôn. Mình sẽ quay cho mọi người xem hoàng hôn ở đây nha. Bây giờ thì tụi mình cũng kết thúc cái tour ngày hôm nay luôn, và bây giờ tàu sẽ bắt đầu đi chậm chậm vào trong bên trong bờ, cũng như là vừa cho tụi mình coi hoàng hôn và vừa đi vào
trong luôn. Nói chung là tour này rất là đáng đi. Và mọi người nhớ lên app KKD đặt cái tour. Mình sẽ để link của cái tour này ở bên dưới để cho các bạn có thể bấm vào tham khảo nha mọi người. Rất là đẹp, rất là nên đi. Nhớ đi nha. Mới vào trong bờ vô đất liền rồi mọi người. Và cảm giác của mình bây giờ rất là say sóng và rất là khó chịu. Với lại người mình bây giờ rất là ghê rồi. Bây giờ thì tụi mình sẽ đi vào trong Grand World để mà chắc là thay đồ hoặc là ăn tối gì đó. Rồi sẽ tiếp tục đi safari với lại Grand World. Thì mình nghĩ là cái tập ngày hôm nay, tập bây giờ của mình đó thì cũng đã dài rồi. Cho nên mình kết thúc ở đây nha mọi người. Và chắc là sẽ có rất là nhiều những cái hay ho ở những tập sau nữa. Cho nên là hy vọng là hẹn gặp lại mọi người ở những tập sau nha. Mọi người nhớ coi, nếu bạn nào thích video này nhớ like, share và subscribe kênh của mình nha. Để mình có động lực làm nhiều video hơn cho các bạn coi. Thật sự là bây giờ đang rất là say sóng và rất là khó chịu. Bye bye, yeah yeah yeah. Hết phần 1, yeah.